Vâng, xin kính chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Đây là hồ tưới của mảnh vườn mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn ở trong video nhé mọi người. Và hồ này là hồ riêng của nhà chúng ta, hồ này không chung chạ với ai. Hồ này thì bao la nước, đủ để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tưới tắm phục vụ nông nghiệp. Còn đây là đường dẫn vào mảnh vườn của chúng ta ngày hôm nay. Và đường này là đường thông, đường đi chung của làng, của xóm. Đi qua mảnh vườn của chúng ta còn khá là đông các hộ dân nữa, người ta đang sinh sống và ở tại chỗ trên chính mảnh vườn của mình. Đường này thì chia mảnh vườn của chúng ta ra làm hai. Tuy nhiên thì hai thửa này đều nằm trên một cuốn sổ nha mọi người. Và trên sổ ấy thì thể hiện đường làng. Và tổng đường của chúng ta cả hai mặt, mặt trên và mặt dưới thì rơi vào khoảng là 150m. Còn đây là ngôi nhà cấp 4. Nhà này thì gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, có khu vực bếp nữa. Đằng trước nhà thì có sân. Và hiện tại bác chủ nhà đang sinh sống trên chính ngôi nhà của mình nha mọi người. Còn đây là toàn bộ vườn cây của nhà chúng ta. Và cây thì có hồ tiêu, có cà phê, có sầu riêng và một số loại cây ăn trái khác nữa. Tuy nhiên số lượng cụ thể thì có hồ tiêu và có cà phê là hai loại cây chính đang cho thu hoạch nha mọi người. Tổng hồ tiêu của chúng ta thì rơi vào khoảng là 800 trụ đang cho thu hoạch như thế này. Còn số lượng cà phê nhiều hơn, số lượng cà phê của chúng ta thì rơi vào khoảng là 1.000 cây. Khoảng cách từ mảnh vườn của chú, anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ mất khoảng 2 cây số thôi nha mọi người. Còn khoảng cách từ đây cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường tỉnh lộ 682, tuyến đường nối liền giữa huyện Đắk Song với huyện Đắk Min, thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta di chuyển, chúng ta chỉ mất khoảng 1 cây số. Và trên 1 cây số này thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ mất khoảng là 400m đường đất, còn lại là đường bê tông. Thì mảnh vườn mà mình giới thiệu ở đây có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là hơn 2 hecta, còn diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 1 hecta 9 nha mọi người. Địa chỉ của thửa đất tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách đi tới trung tâm trường chợ thì mình có nói trên thì mất khoảng là 2 cây số. Của chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ ra tới trung tâm trường chợ. Còn đi tới đường tỉnh lộ thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ mất khoảng là 1 cây số thôi. Trong 1 cây số này thì chúng ta có 400m là đường đất. Và đường đất thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cứ yên tâm, mùa mưa hay mùa nắng cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đều có thể ra vào vườn thoải mái nha mọi người. Mảnh vườn của chúng ta chia làm 2 phần, bên dưới đường và bên trên đường nha mọi người. Và đường này thì được hiển thị trên sổ. Mảnh vườn của chúng ta thì bám khoảng 170m mặt tiền đường đất liên thông, đường đi chung của làng, của xóm. Và trước khi đi vào quay chi tiết về cây trồng, về thế đất thì mình xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn, những người mà có tầm tài chính phù hợp, chúng ta sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì với mảnh vườn rộng 1 hectare 9 trong sổ ở ngoài sẽ hơn nha mọi người. Bởi vì chúng ta còn phần hồ và một cái phần đất nữa là chưa vào sổ thì chắc chắn là sẽ hơn. Tuy nhiên thì bác chủ nhà sẽ bán theo hiện trạng sổ là 1 hectare 9. Mảnh vườn tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song. Trên mảnh vườn thì đã có sẵn nhà ở kiên cố với đầy đủ điện nước. Đường đi lối lại thuận lợi, cách chợ chỉ có khoảng là 2 cây số thôi. Đường thì thể hiện trên sổ. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2.500.000.000, có thương lượng. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ được gửi tới cô chú, anh chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Về cây trồng trên mảnh vườn này, tức là về nguồn thu trên mảnh vườn này, chúng ta có hai loại cây trồng chính và đang cho thu hoạch mạnh, đó là cà phê và hồ tiêu. Số lượng hồ tiêu của chúng ta thì rơi vào khoảng là 800 trụ hồ tiêu, là 800 trụ hồ tiêu VIP nha mọi người. Còn lại là những cái hồ tiêu giặt dẹo thì mình không tính. Còn mình tính là 800 trụ hồ tiêu VIP, cộng với đó là toàn bộ cà phê như thế này hết. Toàn bộ cà phê đang ở giai đoạn cho thu hoạch chính và cho thu hoạch mạnh. Đường đi xuống hồ bác chủ nhà cũng mở rất là bài bản, và đường đi lên trên vườn cà, đường đi xung quanh vườn cà bác chủ nhà cũng mở hết bài bản rồi nha mọi người. Bây giờ vào, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta có thể lưu thông thoải mái bằng xe Honda vòng quanh vườn để cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta thoải mái chúng ta canh tác nông nghiệp.
Hồ tiêu của chúng ta ở phía trên này cực kỳ đẹp luôn. Ở phần đất giáp với hồ thì bác chủ nhà cũng trồng hồ tiêu. Tuy nhiên thì cái phần đất ở trên này bác chủ nhà mới trồng đông đặc hồ tiêu nha mọi người. Và cái phần hồ tiêu đông đặc như thế này của chúng ta thì rơi vào khoảng là 600 trụ, kết hợp với 200 trụ ở phía dưới nữa là 800 trụ. Và 800 trụ đều đang cho thu hoạch chính như thế này nha mọi người. Cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn. Một nhà vườn gần với lại trung tâm trường chợ. Một nhà vườn có đường đi lối lại thuận lợi. Một mảnh vườn mà chắc chắn cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta vào đây, chúng ta lập nghiệp, chúng ta làm ăn kinh tế sẽ phát tài phát lộc. Thì cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta nên quan tâm tới mảnh vườn này. Bởi vì cái mảnh vườn này bây giờ vào, cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta chỉ việc dọn đồ vào ở, chăm sóc và đợi tới ngày hái quả nữa thôi nha mọi người. Một mảnh vườn với chất đất là đất đỏ ba gian, ao hồ riêng, có nhà cửa điện nước đầy đủ. Toàn bộ hồ tiêu 600 trụ của chúng ta ở phía trên này đẹp như thế này hết nha mọi người. Và năm nay hồ tiêu cũng khá là sai trái, trồng hoàn toàn trên trụ sống, hàng theo hàng, lối theo lối, rất là đẹp. Nói chung thì với mảnh vườn này, khi cô chú, anh chị và các bạn chúng ta thu hoạch cũng như là canh tác nông nghiệp, tức là chở phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì rất là nhàn nha mọi người. Bởi vì bác chủ nhà đã mở hết những cái đường lô ở phía trong vườn, giúp cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta lưu thông cực kỳ thoải mái. Như hồ tiêu đẹp như thế này, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ việc hái xuống và chúng ta đóng vào bao, và chúng ta sẽ cho xuống đường lô rồi chúng ta chở bằng xe Honda về nhà. Một mảnh vườn với hồ tiêu cực kỳ đẹp. Cà phê thì cũng vậy, đang ở trong giai đoạn cho thu hoạch chính. Số lượng cà phê của chúng ta thì nhiều hơn so với hồ tiêu. Tổng hồ tiêu của chúng ta thì rơi vào khoảng là 800 trụ đang cho thu hoạch chính như thế này nha mọi người. Còn cà phê thì cũng đang cho giai đoạn thu hoạch chính luôn đấy. Tuy nhiên thì cà phê chắc chắn là sẽ nhiều hơn rồi. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của mảnh vườn này là hơn 2 hectare. Diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 1 hectare 9. Bác chủ nhà bán theo hiện trạng sổ là 1 hectare 9. Chúng ta có một cái hồ tưới riêng. Hồ này không chung chạm với ai. Chúng ta có nhà ở kiên cố với đầy đủ điện nước. Từ đây cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A, khu vực ngã ba Buôn Bán, thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ mất 2 cây số thôi. Trên mảnh vườn thì bác chủ nhà đã phủ kín cây trồng, bao gồm có hồ tiêu, có cà phê, có sầu riêng và một số loại cây ăn trái khác nữa. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 500 triệu có thương lượng. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở trên màn hình. Cảm ơn cô chú, anh chị, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video.